Xin chào các bạn đã đến với channel Anh Kỹ Thuật. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham khảo cái loại CD 10 của dòng máy 856 857. Thì các bạn đang xem video này thì tất nhiên các bạn đang gặp vấn đề về lỗi CD 10. Thì cái video này có thể là một cái tham khảo để giúp các bạn xử lý được cái máy photo của mình. Thì trong kênh của mình thì cũng có rất nhiều video làm về các lỗi của dòng Toshiba, cũng có một số đi video làm về cái dòng Ricoh. Thì các bạn cứ vào tường mình tham khảo, có thể là có những video giúp ích cho các bạn, có nhiều lỗi các bạn cần. Còn nếu như mà không có lỗi các bạn cần thì các bạn cứ comment dưới video này, mình sẽ có thể là hướng dẫn các bạn, là nếu mình biết trong khả năng của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tham khảo lấy dữ liệu đó mà khắc phục cái máy mình tốt hơn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái lỗi CD10. Lỗi CD10 này thì đại khái nó là cái motor các bạn mà vận chuyển mực thay á, cái mà xử lý mực mực vận chuyển mực á, một cái làm sạch mực á, các bạn làm sạch mực thái á, motor làm sạch mực thái nó bất thường, tức là nó hoạt động nó có gặp vấn đề gì đó. Thì cái motor này nó nằm chỗ nào, hay là cái này nó nằm nguyên nhân chỗ nào? Thì trong cái cụm cụm râm các bạn, trong cụm râm mình tháo ra thì bên tay trái của cụm râm nó có một cái chỗ mà để mà cái gạt nó gạt mực rớt xuống đó. Thì trong đó nó có nhiều trục lông rồi đó, nó đánh cái mực các bạn, nó đánh tơi cái mực ra đỡ cầm mực hồi nó hút mực lại rồi nó đưa tiếp tục nó đưa xuống hộp mực á, là cái gọi là cái chỗ là mực đó là mực tái sử dụng mực đó, mà thì gạt xuống á thì thành mực thành 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 này nó có nhiệm vụ là nó đáo cái trục lông đó để nó đưa nó mực hồi nó sẽ hút mực trở lại, cái chu kỳ nó là như vậy. Khi mà nó báo lỗi này á thì cái đầu tiên là các bạn phải mở cái râm ra trước, cái là mở râm ra kiểm tra. Tại sao? Thứ nhất là một là mình có khi là mình gắn râm vô mà mình quên lắp nó lại. Đây này các bạn, nó nói một này, kiểm tra cái mà làm sạch cái bộ phận làm sạch này, động cơ làm sạch này các bạn. Xong rồi cái là kiểm tra cái toner trên bọt auger này các bạn. Đó. Nó có bị cái chân bọt auger nó có bị chưa, nó có chưa khóa không, thế là nó chưa khóa lại á. Đó. Thì cái này nằm chỗ nào đó tí nữa mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Thì đầu tiên các bạn kiểm tra cái đó trước, cái đó là nó có nguyên nhân, thường là nó sẽ kẹt giấy, nó dính tờ giấy trong đó không quay được trục lông thì nó báo CD10, nó vẫn báo CD10. Hay là mực mực nó giấy nó rớt trong đó xong rồi cái trục lông nó quay, cái cầm mực hồi nó hút mực về để nó tái chế lại thì nó bị nghẹt trong cầm mực hồi, cái cầm trắng trắng các bạn, nó nghẹt trong cầm mực hồi xong rồi là nó không xuống được, nó nghẹt, nó mực nó không lưu thông được, thế là nó báo luôn đó. Thì có trường hợp các bạn tháo cầm mực hồi ra, các bạn đổ hết cái mực ở trong cầm mực hồi đi thì nó hết nó thông nó hết bị nhạt thì nó chạy bình thường đó. Thì đầu tiên mình vệ sinh mấy cái đó trước, rồi mình kiểm tra cái toner trên bọt này, trên bọt auger này này, nó có bị nó có chưa khóa không, thì đó mình cho các bạn là nó cái này nằm chỗ nào. Đây. Đó các bạn, cái này các bạn thường mình tháo ra là quên khóa này các bạn, nhớ nha, khóa này lại, quên khóa lại là nó cũng báo, cùng đâm nó có cần gạt trắng trắng á, các bạn mở ra các bạn thấy liền à, khóa cái đó lại nó mới hết báo. Cái đó là cái thường hay quên đó các bạn, thì kiểm tra cái đó, nếu mà khóa rồi thì thôi, khóa rồi thì kiểm tra tới cái cụm bên này, bên hông này nó có cụm, cái cụm bên này này các bạn, nó cầm bên này này nó chạy dài theo dọc theo cái râm vô trong á, thì nó đã xử lý mực 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 cái gạt gạt xuống, thì kiểm tra nó bị dính giấy trong đó hay không, hay là nó
nó bị mực giấy đồ rớt xuống nhiều, cái cầm mực hồi nó hút lại là nó bị nghẹt. Rồi để mình mới cầm mực hồi cho các bạn xem nha. Rồi đã nói các bạn, sau khi kiểm tra những cái nãy mình đã show hình là cho các bạn xem á, thì tiếp tục nó nói là kiểm tra cái motor này, cái motor mà vận chuyển xử lý cái mực thải này, cái làm sạch cái làm sạch mực thải này này, nó có bị mất kết nối không. Tức là các bạn kiểm tra cái motor đó nó có bị đứt dây, nó có bị động cơ nó bị hư đứt dây, hoặc là cái bánh răng của nó bị mòn không quay được đó. Kiểm tra cái motor này nằm chỗ nào đó, các bạn đó các mình sẽ show lên cho các bạn xem. Các bạn cứ kiểm tra theo trình tự thì cái lỗi này nó cũng không có gì khó khăn hết, cứ làm theo cái video này các bạn bảo đảm sẽ khắc phục được cái lỗi CD10 này, bảo đảm 90% nó mất làm đúng đúng theo quy trình thì 90% các bạn khắc phục được, 10% là các bạn thao tác cho đúng thôi. Đây thì cái motor này là nằm ngay này các bạn này, đó nằm trong trường, các bạn phải mở ở sau ra các bạn mới thấy được, kiểm tra được motor này. Motor này mình đánh dấu á, nó này nha các bạn. Thật ra cái motor này các bạn từ kiểm tra sau cũng được, tại vì sao, tại vì cái motor này tháo khó tháo hơn mấy motor cả cái kia, nên từ kiểm tra sau. Mà kiểm tra cái bước 1 này mình nói giờ cái motor này đúng không, các bạn từ kiểm tra sau, để tí nữa mình khi nào không được mình mới động tới nó thôi, tức là nó bị mới bị nó thôi. Thì sẽ kiểm tra cái này, biết là kiểm tra cái này và nó hư đứt dây điện đại khái là như vậy. Nhưng mà cái này các bạn đã kiểm tra sau, tại vì nó khó tháo ra hơn. Tiếp tục là mình sẽ kiểm tra connector của cái dắt CN337 trên cái bo lô cái cạc đó. Thì các bạn kiểm tra mở cái bo lô cái cạc ra, cái men dính của mình đó, kiểm tra dắt này hở lỏng. Thì mình các bạn thường xem video mình ạ, kiểm tra dắt thì hở lỏng chuột cắn hoặc là đứt dây. Kiểm tra những cái đó, mình chưa nói tới trường hợp bo hư hay không, mình kiểm tra cái đó đi, tháo ra kiểm tra nó có bị bụi bấm hay là nó hở gì không, rồi gắn lại kiểm tra đường dây của nó có bị đứt dây chuột cắn hay nó chạm mạch gì không, kiểm tra cái đó. Sau khi kiểm tra đó xong rồi thì nó này, mình kiểm tra từ bước 1 tới bước 3 đúng không, đó kiểm tra từ bước 1 tới bước 3. Thì nó nói tới bước 4 này, mình kiểm tra tới bước 1 tới bước 3 không được, bước 4 là thay thế cái motor và sẽ làm sạch mực này, làm sạch cái motor làm sạch á, là cái motor này nè các bạn, motor này này đó mình mới sau được các bạn á, thay thế và thay thế cái motor, cái chain block motor này, toner chain block motor này. Thì cái motor chain block motor này nằm chỗ nào, toner chain block motor này nằm chỗ nào, để mình show các bạn xem luôn. Nhớ nha, những cái mình sau lên các bạn kiểm tra y chang vậy là sẽ sửa được lỗi này. Đó. Đây đây các bạn, nó nằm đây các bạn, cái này là dễ này, đây là cầm mực hồi nha các bạn, nãy giờ mình nói cầm mực hồi á, cái cầm này là cầm mực hồi này, đây là cái ống nó vô râm này các bạn, đó đây vô râm này, khi mà cái cầm râm đây đúng không, nó gạt mực thay nó rớt xuống đây, cái mực của cái gạt rớt xuống đây thì có khi giấy rồi nó rớt xuống nó nghẹt, nó báo quẩn báo CD10, hoặc là giấy nó không nghẹt đây nhưng mà nó hút trôi cầm mực, nó hút trôi cái đầu này, hút cho đầu này cái giấy nó vô nó nghẹt cái ống dẫn mực ở đây, tại mực này mực tái chế mà, hút lên đây bạn đầu đưa xuống cỡ, nó đưa xuống ống mực, cái mực với mình lại đưa xuống từ lại đó các bạn, cái chu kỳ nó vậy mà, thì nó lên đây nó bị nghẹt khúc này, cái bạn tháo cái một cầm một hồi này ra, các bạn vệ sinh sạch là nó hết đó, nó trường hợp như vậy.
Đó thì các bạn kiểm tra cái motor này các bạn, đó motor này kiểm tra dây motor còn sống Jaguar, kiểm tra cái đó, đó là motor xử lý cầm một hồi các bạn, trên bọc motor các bạn. Đó bước cuối cùng, cái bước này là bước cuối cùng là đề gì, sau khi mình kiểm tra hết mấy cái đó không được rồi, mình nhớ là kiểm tra kỹ nha, kiểm tra kỹ từ bước 1 tới 4 nha, không được rồi thì bước cuối cùng là gì, là kêu thay thế bo luôn cái cặp đó, thay thế mình chính, nhưng mà thay thế mình chính nó phức tạp, mình thay thế bên thì ví dụ như đồng bộ firmware, không đồng bộ hay up là firmware mới, thành cái này là cái bước cuối cùng mình kiểm tra, nếu mà mấy cái kia mình kiểm tra kỹ rồi mà không được thì phải kiểm tra bước cuối cùng đó. Đầu mình có chưa, mình có hướng dẫn cái lỗi E550 thì mình cũng hướng dẫn từng bước á, lúc đó mình làm trực tiếp trên máy photo các bạn, từng bước á mình cũng hướng dẫn làm từng bước á, quay lại thì nó có cái bước cuối cùng, nó là thay thay bo luôn cái cạc, thì mình kiểm tra hết rồi, lỗi đó lỗi E550 là thành giấy hai mặt các bạn, kiểm tra hết rồi thì mình mới thay cái bo luôn cái cạc vô, mình ống đây là firmware, ống đây đây là firmware này kia, thì thay bo luôn cạc vô là nó hết bao lỗi E550, xong mình thay mình update là firmware đồng bộ hết máy chạy bình thường. Thì có một bạn vô hỏi là làm gì mà hư bo dữ vậy, hư bo men dữ vậy, trời chắc là bạn lá bạn cũng chưa, hồi đó giờ chắc chưa biết đọc tài liệu là gì, chưa biết kiểm tra cái lỗi như thế nào, bạn cứ nghĩ là kẹt giấy thì lấy giấy ra nó hết, thành mình nói thôi mình cũng không, mình cũng không nói làm gì, tại vì thì mình hướng dẫn các bạn thấy hay thì làm theo, còn nếu mà trong nhà các bạn thấy không hay thì thôi, mình cũng ấy là cái này là cũng là cái tham khảo thôi mà, đâu nhất thiết các bạn phải làm theo đâu, nhưng mà có cái mình tham khảo lúc mình đang gặp khó khăn, mà có cái mình tham khảo rất là quý giá các bạn, thật sự cho ngày xưa mình mới bước vô nghề này phải đi mò tìm từng cái làm, phải nghiên cứu từng cái làm nhau, cũng có ai chỉ đâu, sự mình sửa nhiều mình làm nhiều thì nó cho mình kinh nghiệm thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình, nhiều lúc mà mình cũng cũng nó qua thôi, nhiều lúc lâu quá không thao cũng quên luôn á, thật sự luôn nghề này mà cái gì người ta gọi là văn ôn võ luyện mà các bạn. Rồi mình kết thúc video tại đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ mình, đăng ký kênh của mình, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.